Việc sử dụng hỗ tương nhau của các căn đã được giảng từ trước rồi. Mỗi căn có được năng lực của cả 6 căn, như mắt vốn chỉ có thể thấy được vật phía trước, nay có thể nghe được, nếm được, ngửi được, xúc chạm và suy nghĩ được. Hành giả có thể khai hợp các căn nên có thể sử dụng hỗ tương với nhau. Từ chỗ hỗ dụng đó, ông có thể nhập vào bậc kim cang cản vệ Bồ Tát. Kim cang có nghĩa là bất hoại, không có gì phá vỡ nó được, cũng có nghĩa là bất thối. Quý vị sẽ đạt được ba loại bất thối, quả vị bất thối, niệm bất thối và hành bất thối. Càn huệ nghĩa là càn huệ địa, tâm tinh diệu viên minh phát hóa trong ấy, từ trong bản tâm sáng suốt viên mãn phát khởi ra sự biến hóa. Kinh văn như tịnh lưu ly nhập hàm bảo nguyệt như thị nãi siêu thập tín thập trụ thập hạnh thập hồi hướng tứ gia hạnh tâm bồ tát sở hành kim cương thập địa việt dịch như ngọc lưu ly trong suốt hàm chứa mặt trăng máu ở trong như thế mà vượt lên giai vị thập tín thập trụ thập hạnh thập hồi hướng tứ gia hạnh tâm và sở hành của bồ tát kim cang thập địa rằng sự biến hóa ấy giống như cái gì như ngọc lưu ly li trong suốt không dính một mảy bụi trần hàm chứa mặt trăng báu bên trong như thế theo đó mà vượt lên giai vị thập tín thập trụ thập hạnh thập hồi hướng tứ gia hạnh tâm mà chúng ta đã được nghe giảng từ trước tứ gia hạnh tâm là noãn đảnh nhẫn và thế đệ nhất quý vị cũng sẽ vượt qua trạng thái và trình độ công phu ở cảnh giới sở hành của bồ tát kim cang thập địa kinh văn Đẳng giác viên minh nhập ư Như Lai, diệu trang nghiêm hải, viên mãn Bồ đề, quy vô sở đắc. Đẳng giác tròn sáng vào biển diệu trang nghiêm của Như Lai, viên mãn đạo Bồ đề về nơi vô sở đắc. Giảng: Đẳng giác tròn sáng vào biển diệu trang nghiêm của Như Lai, đến trạng thái này, các ông sẽ nhập vào biển diệu trang nghiêm của Như Lai, viên mãn đạo Bồ đề trở về nơi vô sở đắc. Rốt giáo là chẳng có gì để chứng đắc cả, tại sao vậy? Vì tánh giác vốn tự có sẵn trong mỗi người, không phải do nhờ bên ngoài mới có, tánh Như Lai tạng cũng chẳng phải là cái có được từ bên ngoài mà nó vốn có sẵn trong quý vị, nên nói trở về lại nơi vô sở đắc là vậy.